Luật sư Gardon mở cuộc họp báo tại Mỹ-Tây-Cơ, tên tự Cuyahnavaca. Luật sư bào chữa cho ông Julian Assange nói rằng Hoa Kỳ không có cơ sở pháp lý để đòi dẫn độ người sáng lập trang mạng Wikileaks, nhưng đang gia tăng áp lực chính trị đối với người đã tiết lộ các tài liệu mật. Luật sư Tây Ban Nha, ông Baltasar Garzón đã nói chuyện với báo chí tại thành phố Cuyahnavaca của Mỹ-Tây-Cơ. Chính phủ thiên tả Ecuador đã đồng ý cho ông Assange tị nạn chính trị, nói rằng nếu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, ông Assange có thể bị tuyên án tử hình. Ông Assange đã trốn vào tòa đại sứ Ecuador tại London sau khi tòa án Anh Quốc phán quyết dẫn độ ông ta sang Thụy Điển. Một công tố Thụy Điển đã đòi dẫn độ ông Assange để thẩm vấn về việc có hai người phụ nữ làm việc cho trang mạng Wikileaks tố cáo ông này đã xâm phạm tình dục. Việc ông Assange trốn vào tòa đại sứ Ecuador đã tạo căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Anh Quốc đe dọa bãi miễn quy chế ngoại giao đối với tòa đại sứ Ecuador, cho cảnh sát vào tòa đại sứ bắt ông Assange. Luật sư Garzón nói rằng, toán luật sư bào chữa đang tìm các con đường ngoại giao và pháp lý để đưa ông Assange từ London sang Ecuador. Trong các tuần gần đây, Ecuador đã bày tỏ mong muốn thương lượng với Anh Quốc và Thụy Điển tìm sự bảo đảm ông Assange sẽ không bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Luật sư Garzón nói rằng, đừng lầm lẫn trả thù chính trị với hành động tội phạm. Ông Assange không phạm tội hình sự nào. Tài liệu tiết lộ có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đối với ai đi nữa thì những điều tiết lộ cũng là sự thật. Ông ta không thể hiểu tại sao họ đã tập trung sự chú ý vào ông Assange khi các cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ tiết lộ những tin tức giống như trang mạng Wikileaks chưa từng bị làm khó dễ. Tờ New York Times có thể là một ví dụ. Luật sư Garzón là một luật sư nhân quyền nổi tiếng trên thế giới, từng giữ vai trò chính trong việc bắt nhà độc tài Augusto Pinochet của Chile và tranh đấu cho nhân quyền và công lý tại Colombia. Ông ta là người phối hợp các luật sư bào chữa cho ông Assange ở Anh Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Thụy Điển và Ecuador.